Tết năm nào cũng vậy. Ai cũng hối hả ngược xuôi để sắm Tết đủ đầy. Từ sau những tin nhắn, Momo nhìn thấy tình yêu thương được trao gửi. Và những yêu thương được trao trả từ phương xa. Khi khoảng cách không còn là giới hạn để sẻ chia yêu thương, thực hiện chuyển tiền quốc tế trên Momo chỉ với vài bước chạm lướt. Và Momo tìm kiếm dịch vụ nhận tiền quốc tế, nhập mã nhận tiền và chọn tiếp tục, xác nhận và hoàn tất giao dịch. Momo. Nhận tiền quốc tế qua Momo hoàn toàn miễn phí, mọi lúc, mọi nơi, trực tiếp nhận tiền, bảo mật thông tin, dễ dàng thao tác. Nhận tiền quốc tế trực tiếp qua Momo, trao nhận yêu thương chỉ cách một lần chạm.